Đây, lúa được 22 ngày tuổi, giống Đài Thơm 8, bón phân hiệu sinh học Con Lười. Ở đây là ở Tri Tôn, An Giang, lúa xạ tương đối cũng hơi dày, 20 kg giống, 21 kg giống. Lúa thấy màu lúa quá đẹp. Đàn xuống phân mới giải phân ngày hôm qua. Qua ổng bị bồ đạch sạch cỡ này. Lúa đứng im. Giải nhánh thì quá khỏe luôn. 1 2 3 4 5. Mới có 22 ngày mà 6 cây. Một mẹ 6 con. Một mẹ 5 con là 6 cây. Rễ nhiều. Ôm đất quá bự. Lúa xạ 21 cái giống là dày. Ở đây tại vùng này xạ dày. Tri Tôn, An Giang, dùng giáp danh Campuchia này, xạ dính da. Gặp là phân hóa học là mấy chỗ mà xạ mà dày cây nuôi không nổi à.